Một câu nói mạnh mẽ của Laura Fitton mô tả một cách tuyệt vời bí quyết để kinh doanh thành công. Bà ấy đã nói, tập trung vào vấn đề cốt lõi mà doanh nghiệp của bạn giải quyết và đưa ra nhiều nội dung cũng như sự nhiệt tình và ý tưởng về cách giải quyết vấn đề đó. Câu nói này tóm lược yếu tố quan trọng để thành công trong môi trường cạnh tranh. Điều quan trọng đầu tiên là tập trung vào vấn đề cốt lõi mà doanh nghiệp của bạn hướng đến giải quyết. Bằng cách hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng, bạn có thể tùy chỉnh sản phẩm hoặc dịch vụ của mình để thực sự tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của họ. Nhưng đó chưa phải là hết. Để nổi bật, bạn cần truyền tải sự nhiệt tình đam mê, tạo ra nội dung phù hợp và gợi cảm hứng. Chia sẻ ý tưởng của bạn rộng rãi, vì càng cho đi, bạn sẽ nhận lại càng nhiều.